Chúa nói, hôm nay là ngày chữa lành tài chính và tâm linh của bạn. Lời Chúa hằng ngày. Chúc mừng bạn. Phép màu của bạn cuối cùng đã đến. Đây là một phép màu cấp bách và bất ngờ. Chúa có một sự mặc khải phi thường dành cho bạn. Một điều bất ngờ sắp được ban tặng và sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn, hoàn toàn biến đổi cuộc sống của bạn một lần và mãi mãi. Tuy nhiên, để khám phá và nhận được phép màu này, điều quan trọng là bạn phải xem video đến cuối cùng. Nghe có vẻ dễ dàng đúng không? Hãy lắng nghe từng từ cẩn thận vì chính Chúa đang giao tiếp với bạn. Ngài khẩn thiết yêu cầu bạn phải nghe thông điệp này. Đừng phớt lờ Chúa. Đừng phớt lờ thông điệp này để tránh hối tiếc sau này. Điều này cực kỳ quan trọng, sẽ xảy ra vào cuối ngày hôm nay. Tôi yêu cầu bạn giữ điều này bí mật và cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện cho sự thành tựu của tất cả những phước lành sẽ đến trong cuộc sống của bạn. Vì vậy, xin đừng bỏ qua. Hãy nhớ rằng mỗi khi bạn nghe từ nhận, hãy nói ngay, tôi nhận được, để thực sự sở hữu phước lành của bạn. Anh chị em thân mến, hôm nay tôi chia sẻ với bạn thông điệp này với sự xúc động lớn lao. Bạn không xem video này một cách tình cờ. Chúa đã mang bạn đến đây vào chính khoảnh khắc này để nhận một mặc khải quyền năng mà Ngài đã dành riêng cho bạn. Hãy tưởng tượng một người cha yêu thương luôn chăm sóc từng chi tiết trong cuộc sống của con mình. Ngài biết khi nào đứa con buồn, khi nào vui, và Ngài hiểu được mọi nhu cầu và ước mơ của con. Người cha này luôn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn và ban phước. Đó chính là cách mà Chúa đối xử với bạn. Một người cha yêu thương biết rõ mọi chi tiết trong cuộc sống của bạn, mọi suy nghĩ và mọi mong muốn trong trái tim bạn. Ngài biết về những cuộc đấu tranh hàng ngày, những lo lắng và niềm vui của bạn. Và vì tình yêu vô song này, Ngài muốn ban tặng bạn một điều đặc biệt hôm nay. Hãy chấp nhận phước lành này. Hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm về hành trình của bạn cho đến bây giờ. Nghĩ về tất cả những thử thách bạn đã đối mặt, những trận chiến đã chiến đấu và những chiến thắng đã giành được. Không hề dễ dàng, phải không? Nhưng nhìn xem, bây giờ bạn đã đứng ở đâu? Đạt được đến đây là một lý do để tự hào và biết ơn lớn lao. Mỗi bước đi, mỗi chướng ngại vượt qua đều thể hiện sức mạnh và sự kiên cường mà Chúa đã đặt trong bạn. Nhiều lần có thể bạn cảm thấy mình cô đơn, không có ai giúp đỡ hay ủng hộ. Nhưng tôi muốn nhắc nhở bạn một sự thật quyền năng. Chúa luôn ở bên bạn. Ngài không bao giờ bỏ rơi bạn dù chỉ một giây. Hãy cho phép tôi nói với bạn rằng, bạn là một chiến binh thực thụ, một tấm gương sống về lòng dũng cảm và quyết tâm. Bạn mạnh mẽ hơn bạn tưởng, can đảm hơn bạn nghĩ, và có khả năng hơn những gì bạn từng mơ ước. Mỗi trận chiến đã đối mặt, mỗi chướng ngại vượt qua đã định hình con người bạn hôm nay. Hãy biết rằng hành trình cho đến nay chỉ là sự khởi đầu. Hãy lắng nghe từng từ một cách cẩn thận. Còn rất nhiều điều tốt đẹp phía trước. Nhiều phước lành, nhiều chiến thắng, nhiều trải nghiệm với Chúa. Anh chị em của tôi, hãy dừng lại và lắng nghe kỹ lưỡng những lời mà tôi mang đến cho bạn hôm nay. Có thể bạn đang trải qua một thời gian khó khăn ngay bây giờ. Các hóa đơn có thể đang chất chồng, công việc có thể phức tạp, các mối quan hệ có thể căng thẳng hoặc sức khỏe của bạn có thể đang suy yếu. Tôi muốn nhắc bạn về một lời hứa từ Chúa. Chúng ta biết rằng mọi sự đều hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những kẻ được gọi theo mục đích của Ngài. Trích trong Rôma chương 8 câu 28. Chúa đang làm việc trong mọi hoàn cảnh vì lợi ích của bạn. Ngay cả khi chúng ta không hiểu, chúng ta có thể tin tưởng rằng Ngài đang kiểm soát. Hãy chấp nhận sự thật này và nói, tôi tin. Tôi tin cậy. Bạn đã từng thấy mình chìm đắm trong nợ nần, bị áp lực tài chính đè nén, không biết bắt đầu từ đâu để giải quyết chưa? Tôi biết cảm giác đó có thể rất nặng nề, lấy đi giấc ngủ và sự yên bình của bạn. Các hóa đơn chồng chất, trách nhiệm gia tăng, và dường như không có ánh sáng ở cuối đường hầm. Nhưng tôi ở đây để nhắc nhở bạn rằng vẫn còn hy vọng.
Trước tiên, tôi muốn bạn biết rằng bạn không cô đơn trong trận chiến này. Nhiều người phải đối mặt với khó khăn tài chính vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống. Sự khác biệt nằm ở cách chúng ta đối phó với những khó khăn này. Chìa khóa để vượt qua những thách thức là tin cậy vào Chúa và tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài. Trong Philippians 4:19, Kinh Thánh nói, Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp tất cả nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh hiển của Ngài trong Đức Chúa Giêsu Christ. Lời hứa này dành cho bạn. Chúa biết mọi nhu cầu của bạn và có một kế hoạch để đáp ứng từng nhu cầu đó. Nhưng để lời hứa này được thực hiện trong cuộc sống của bạn, bạn phải tin cậy Ngài bằng tất cả tấm lòng. Tin cậy Chúa bắt đầu bằng lời cầu nguyện. Khi bạn quỳ xuống và trao nộp những lo âu tài chính của mình cho Ngài, bạn đang thể hiện đức tin vào quyền năng của Chúa để giúp đỡ. Cầu nguyện là một hành động của đức tin, là lời tuyên bố rằng bạn tin Chúa vĩ đại hơn bất kỳ vấn đề nào mà bạn đang đối mặt. Bạn có tin điều này không? Bởi vì chính bằng đức tin này mà mọi thứ bắt đầu thay đổi trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể tưởng tượng mình tiến tới một thực tế mới, nơi mà mọi khoản nợ được trả hết, nguồn tài chính dồi dào và những cơ hội vô tận mở ra. Đây là kế hoạch mà Chúa dành cho bạn. Vào ngày đặc biệt này, hãy nhận lấy phước lành này. Bạn có thể đã trải qua những thời gian khan hiếm, đấu tranh và sự không chắc chắn. Có lẽ bạn đã cảm thấy mắc kẹt trong vòng lặp của khó khăn tài chính. Mỗi ngày là một trận chiến để trả các hóa đơn. Tôi biết điều này có thể làm bạn nản lòng và nhiều lúc hy vọng dường như tuột khỏi tầm tay bạn. Nhưng anh chị em của tôi muốn bạn nắm lấy một sự thật quyền năng. Chúa không bao giờ bỏ rơi bạn và Ngài có một mục đích lớn lao cho cuộc sống của bạn. Chúa đang kêu gọi chúng ta hoàn toàn tin cậy vào Ngài, không bị tiêu hao bởi những lo lắng về nhu cầu hàng ngày. Ngài biết rõ từng nhu cầu của chúng ta và hứa sẽ đáp ứng tất cả, miễn là chúng ta tìm kiếm trước hết vương quốc của Ngài và sự công chính của Ngài. Hãy chấp nhận lời hứa này. Trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 31 đến câu 33, Chúa Giê-xu nói với chúng ta, vì vậy đừng lo lắng và hỏi, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì? Bởi vì tất cả những điều này, người ngoại giáo cũng tìm kiếm. Cha Thiên Thượng của các con biết rằng các con cần tất cả những điều này. Nhưng hãy tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho các con tất cả những điều này. Những lời của Chúa Giê-xu là một lời mời gọi thay đổi trọng tâm của chúng ta. Thay vì lo lắng về những nhu cầu hàng ngày, chúng ta được kêu gọi tìm kiếm trước hết vương quốc của Chúa và sự công chính của Ngài. Khi chúng ta làm điều này, chúng ta đang nói với Chúa rằng chúng ta tin tưởng Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Chúng ta đang thừa nhận rằng Ngài là đấng cung cấp cho chúng ta và rằng Ngài có khả năng làm nhiều hơn những gì chúng ta cầu xin hay tưởng tượng. Chúng ta đang trao quyền kiểm soát cuộc sống của mình cho Ngài và tin tưởng rằng Ngài sẽ làm những gì tốt nhất cho chúng ta. Nhưng việc tìm kiếm vương quốc của Chúa có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là sống một cuộc đời vinh danh Chúa trong mọi việc chúng ta làm. Nó có nghĩa là yêu mến Chúa với tất cả trái tim, linh hồn và tâm trí, và yêu thương người lân cận như chính mình. Nó có nghĩa là tuân theo các giáo huấn của Chúa Giê-xu và sống theo những nguyên tắc của Ngài. Nó có nghĩa là đặt Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống của chúng ta và tin tưởng rằng Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Nếu bạn hoàn toàn tin cậy vào Chúa, hãy tuyên bố trong phần bình luận rằng Chúa là đấng chăn giữ tôi sẽ không thiếu thốn điều gì. Anh chị em của tôi, hãy hiểu rằng cuộc sống là một hành trình đầy những thăng trầm, nhưng chính trong nghịch cảnh mà đức tin của chúng ta được thử nghiệm và củng cố. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ một thông điệp sẽ chạm vào trái tim bạn và làm bùng lên ngọn lửa hy vọng trong cuộc sống của bạn. Khi chúng ta đối mặt với những thử thách, rất tự nhiên để cảm thấy nản lòng và đặt câu hỏi về lý do cho những khó khăn dường như không bao giờ kết thúc. Đôi khi, dường như các thử thách quá lớn để vượt qua và những ngọn núi quá cao để leo lên. Nhưng hãy nhớ rằng, chính trong nghịch cảnh, đức tin của chúng ta thực sự được thử nghiệm và củng cố.
hãy nhận lấy phước lành này. Trong Gia Cơ chương 1 câu 2 đến câu 4, Kinh Thánh mang đến cho chúng ta một thông điệp đầy quyền năng. Hãy coi mọi thử thách mà anh em gặp phải là niềm vui lớn, vì anh em biết rằng thử thách đức tin của anh em sinh ra sự kiên trì. Hãy để sự kiên trì hoàn thành công việc của mình để anh em có thể trưởng thành và trọn vẹn, không thiếu điều gì. Có thể bạn đang trải qua một thời gian khó khăn ngay bây giờ, cho dù đó là vấn đề tài chính, xung đột gia đình, bệnh tật hay những tình huống thách thức khác. Hãy biết rằng bạn không cô đơn trong cuộc chiến này. Chúa đang ở bên bạn, đi cùng bạn trong từng bước của cuộc hành trình này. Ngài không bao giờ bỏ rơi bạn, ngay cả khi mọi thứ dường như đã mất. Hãy nhớ lại những lần bạn đã vượt qua nghịch cảnh trong quá khứ. Hãy nghĩ đến những tình huống tưởng chừng như không thể giải quyết được, nhưng bằng cách nào đó bạn đã vượt qua chúng. Những trải nghiệm này là bằng chứng rằng Chúa đã ở bên bạn mọi lúc, hướng dẫn và củng cố đức tin của bạn. Hãy nhận lấy ân sủng này. Cứ như thể Chúa đang nói, con yêu dấu của ta, hãy chú ý đến từng lời mà ta có dành cho con ngay lúc này. Bất kể ngọn núi con phải đối mặt cao đến đâu, hay thung lũng con đi qua sâu đến mức nào, ta luôn ở đây để nâng đỡ, củng cố và dẫn dắt con. Con là người quý giá trong mắt ta, và ta sẽ không bao giờ để con đi một mình. Trong sự yếu đuối của con, ta là sức mạnh của con. Trong những thời khắc bất định, ta là sự chắc chắn của con. Khi con cảm thấy lạc lối, hãy nhớ rằng ta là con đường, là sự thật và là sự sống. Ta hướng dẫn các bước của con và chuẩn bị con đường phía trước cho con. Khi những cơn gió của nghịch cảnh thổi ngược về phía con, hãy đứng vững trong lời của ta. Hãy suy ngẫm về những lời Kinh Thánh, vì đó là nguồn khôn ngoan và sự khích lệ vô tận. Hãy để tiếng nói của ta vang lên trong trái tim con qua việc đọc Kinh Thánh. Những lời của ta là sự sống và sự thật, và chúng sẽ hướng dẫn các bước của con trong mọi khoảnh khắc. Khi con mở mắt ra vào buổi sáng, hãy nhớ rằng ta, Cha Thiên Thượng của con, đã lo liệu mọi chi tiết trong ngày của con. Dù con phải đối mặt với điều gì, hãy biết rằng ta đang ở bên cạnh, hướng dẫn từng bước đi của con. Nợ điền của ta giống như dòng sông không bao giờ cạn, luôn tuôn chảy để nâng đỡ và ban cho con sức mạnh. Sự hiện diện của ta là không thay đổi và trung tín, ngay cả trong những khoảnh khắc khi mọi thứ dường như sụp đổ. Hãy chấp nhận sự biến đổi mà ta ban tặng trong cuộc sống của con. Con yêu dấu của ta, ta đã tạo ra con với một mục đích, một kế hoạch độc đáo và đặc biệt dành cho con. Mỗi bước đi của con, mỗi quyết định con đưa ra đều là một phần của con đường mà ta đã chuẩn bị cho con. Ta muốn mỗi ngày trong cuộc sống của con tràn đầy niềm vui, mục đích và bình an. Sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết là món quà mà ta ban trực tiếp từ trái tim của ta đến trái tim của con. Bất kể hoàn cảnh xung quanh thế nào, khi con tin tưởng vào ta và đặt những lo lắng của con vào tay ta, sự bình an này sẽ nở rộ trong con. Philippians 4:6-7 nhắc nhở chúng ta đừng lo lắng về bất cứ điều gì, nhưng trong mọi hoàn cảnh, hãy bằng sự cầu nguyện và sự khẩn cầu với lòng biết ơn, trình dâng mọi sự lên Đức Chúa Trời. Và sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt qua mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và trí của các con trong Đấng Christ Jesus. Lời hứa này là của con, để sống mà không lo sợ, biết rằng ta luôn chăm sóc con. Mong muốn của ta là con sẽ thịnh vượng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, phát triển, nở rộ và hoàn thành những ước mơ mà ta đã đặt trong trái tim của con. Những tài năng và món quà độc đáo mà ta đã ban cho con là để con sử dụng cho sự vinh hiển của ta và cho lợi ích của những người xung quanh. Khi con sử dụng những món quà này, con sẽ trải nghiệm được cuộc sống trọn vẹn mà ta đã dành cho con. Hãy biết rằng ta là một Đức Chúa Trời của những cơ hội mới. Bất kể con đã thất bại bao nhiêu lần, ta vẫn ở đây để nâng con lên, tha thứ cho con và trao cho con một khởi đầu mới. Lamentations 3:22-23 nhắc nhở chúng ta, nhờ lòng yêu thương lớn lao của Chúa chúng ta không bị hủy diệt,
vì sự thương xót của Ngài không bao giờ kết thúc. Chúng là mới mỗi buổi sáng, sự trung tín của Ngài thật lớn lao. Mỗi ngày là một cơ hội mới để bắt đầu lại, để đến gần ta hơn và sống theo mục đích mà ta đã đặt ra cho con. Hãy nhận lấy phước lành này và chia sẻ nó với bạn bè và gia đình của con. Hãy lan tỏa tin mừng về Chúa Giêsu Christ. Cùng nhau, chúng ta có thể chạm tới hàng triệu người. Có một điều quyền năng có thể biến đổi cuộc sống của con. Đừng để nỗi sợ hãi và nghi ngờ cướp đi cuộc sống dồi dào mà ta đã dành sẵn cho con. Vì Chúa không ban cho chúng ta tinh thần sợ hãi, nhưng là tinh thần của quyền năng, tình yêu và một tinh thần tỉnh táo. Hãy nhớ những lần mà nỗi sợ ngăn cản con tiến bước. Có lẽ đó là cơ hội cho một công việc mơ ước, một mối quan hệ ý nghĩa, hoặc một cơ hội phục vụ Chúa theo cách mới mẻ. Sợ hãi là kẻ trộm cướp đi sự bình an, niềm vui và sự tự tin của chúng ta. Nhưng Chúa kêu gọi con sống một cuộc đời can đảm. Ngài mời gọi con hoàn toàn tin cậy vào Ngài, ngay cả khi mọi thứ dường như không chắc chắn. Hãy chấp nhận món quà này. Chúa lớn hơn bất kỳ vấn đề, thử thách hay chướng ngại nào mà con có thể đối mặt. Ngài đã ban cho con tinh thần quyền năng. Quyền năng này không thuộc về con, mà là quyền năng của Thánh Linh ngự trong con. Với quyền năng này, con có thể đối mặt với mọi thứ, có thể vượt qua mọi trận chiến và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và mục đích. Chúa đã ban cho chúng ta tinh thần yêu thương. Tình yêu này xua tan mọi sợ hãi. Khi nỗi sợ đe dọa áp đảo con, hãy hướng về tình yêu của Chúa. Hãy luôn nhớ rằng con được yêu thương vô điều kiện. Không gì có thể tách con khỏi tình yêu của Chúa trong Đấng Christ Jesus. Tình yêu này là sức mạnh, neo đậu và sự an toàn của con. Khi con cảm thấy yếu đuối, hãy để tình yêu của Chúa ban cho con sức mạnh. Khi con cảm thấy lạc lối, hãy để tình yêu của Chúa dẫn dắt bước đi của con. Ngoài ra, Chúa đã ban cho chúng ta tinh thần của một tâm trí lành mạnh. Điều này có nghĩa là con có quyền kiểm soát suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mình. Con không phải là nô lệ của nỗi sợ hãi, cũng không là tù nhân của sự nghi ngờ. Thông qua Thánh Linh, con có quyền năng sống một cuộc sống biến đổi. Con có thể chọn tin tưởng vào Chúa, tin vào những lời hứa của Ngài và sống một cuộc đời của đức tin, không phải của sợ hãi. Hãy chấp nhận sự thật này, đức tin là đối nghịch của sợ hãi. Nó là sự tin tưởng vào Chúa, ngay cả khi con đường phía trước chưa rõ ràng. Nó là sự tin tưởng vào sự thành tín của Chúa và sự thực hiện các lời hứa của Ngài. Nó là việc bước đi trong can đảm, ngay cả khi có sự run rẩy bên trong. Chúa tôn vinh đức tin của chúng ta. Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng ta, dẫn dắt, bảo vệ và ban phước cho chúng ta. Hôm nay, tôi muốn thách thức bạn hãy bước một bước đức tin. Có thể nó nhỏ, nhưng đó sẽ là một bước đi đúng hướng. Đó có thể là việc liên lạc lại với ai đó mà bạn đã mất liên lạc, đăng ký khóa học mà bạn luôn muốn tham gia, hoặc chấp nhận một cơ hội phục vụ trong nhà thờ. Dù là bước đi nào, hãy bước đi. Hãy tin cậy vào sự hiện diện của Chúa bên cạnh bạn. Ngài sẽ dẫn dắt, củng cố và ban phước cho hành trình của bạn. Đừng để nỗi sợ cướp đi cuộc sống dồi dào mà Chúa đã dành cho bạn. Đừng để sự nghi ngờ cản trở việc nhận được các phước lành mà Chúa muốn ban tặng. Hãy cùng nhau cầu nguyện cho điều này. Lạy Cha trên trời, chúng con cảm tạ Ngài vì đã ở bên chúng con trong mọi bước đi của hành trình. Xin giúp chúng con vượt qua nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn. Xin đổ đầy chúng con thần khí quyền năng, yêu thương và một tâm trí tỉnh táo. Xin giúp chúng con đặt niềm tin trọn vẹn vào Ngài và bước đi những bước đức tin mạnh mẽ. Chúng con cảm tạ Ngài vì những lời hứa, sự thành tín và tình yêu vô điều kiện của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ, chúng con cầu nguyện. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa đang làm việc theo những cách phi thường trong cuộc sống của bạn. Các phước lành đang được đổ xuống bạn. Sớm thôi,
bạn sẽ bắt đầu thấy sự thay đổi không chỉ trong chính mình mà còn ở những người xung quanh. Chúa đang bảo vệ bạn khỏi mọi điều ác, bao gồm cả sự ghen tị. Ngài đang chăm sóc mọi chi tiết bởi vì Ngài là đấng bảo vệ của bạn. Khi mọi người nhìn thấy thành công của bạn, không phải ai cũng vui mừng vì bạn. Tuy nhiên, Chúa đang giám sát tất cả với sự khôn ngoan vô hạn. Ngài đứng bên bạn, loại bỏ mọi ảnh hưởng tiêu cực và đặt một tấm khiên bảo vệ quanh bạn, nói rằng, đây là con trai của ta, đây là con gái của ta, và không ai sẽ làm hại chúng. Bây giờ, hãy làm một điều gì đó cho tôi, cảm tạ Chúa vì tất cả những phước lành này. Hãy dành một khoảnh khắc để bày tỏ lòng biết ơn. Lòng biết ơn là sự thừa nhận quyền năng của Chúa trong cuộc sống của bạn. Thái độ này mở ra nhiều cánh cửa hơn để nhận phước lành từ Chúa. Vì vậy, hãy đứng dậy với lòng can đảm, đối mặt với mọi thử thách với đức tin và quyết tâm, biết rằng Chúa, đấng tạo nên trời và đất, đang ở bên bạn. Trong Giô-suê chương 1 câu 9, Kinh Thánh viết rằng, ta há không phán dặn ngươi sao? Hãy mạnh dạn và can đảm. Đừng sợ hãi, đừng chán nản, vì Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi, sẽ ở bên ngươi trong mọi nơi mà ngươi đi. Thật là một lời hứa tuyệt vời. Chúa đang nói với bạn hãy mạnh dạn và can đảm vì Ngài luôn ở bên bạn. Hành trình của bạn có thể khó khăn, nhưng với Chúa bên cạnh, bạn có thể vượt qua mọi trở ngại. Hãy đứng lên với lòng can đảm. Anh chị em của tôi, hãy đứng lên tin rằng Chúa đang kiểm soát. Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn, không bao giờ để bạn một mình. Ngài luôn hiện diện, sẵn sàng nâng đỡ bạn trong mọi bước đi của bạn. Chúng tôi mong đợi sẽ được chứng kiến những phước lành sẽ nở rộ trong cuộc sống của bạn. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi và bật thông báo để nhận những thông điệp về sự dư dật và thịnh vượng từ Chúa. Nguyện Chúa luôn ở cùng bạn. Trong cuộc sống đầy rẫy những thử thách và khó khăn, việc duy trì niềm tin vững chắc vào Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những ngày chúng ta cảm thấy mình như đang bị áp đảo bởi công việc, trách nhiệm và các mối quan hệ xung quanh. Nhiều người có thể cảm thấy nản lòng khi phải đối mặt với thất bại hay sự mất mát, tự hỏi liệu Chúa có thực sự nghe thấy lời cầu nguyện của họ hay không. Nhưng chính trong những lúc đó, đức tin của chúng ta mới thực sự được thử thách. Kinh Thánh nói rằng, vì đức tin là sự bảo đảm cho những điều chúng ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều chúng ta không thấy, trích trong Hê-bơ-rơ chương 11 câu 1. Điều này có nghĩa rằng niềm tin không phải chỉ dựa trên những gì chúng ta nhìn thấy hay cảm nhận trong thế giới vật chất, mà còn là sự tin tưởng vào những điều tốt đẹp mà Chúa đã hứa sẽ ban tặng. Mỗi khi chúng ta gặp khó khăn, Chúa đang thử thách lòng kiên trì và niềm tin của chúng ta. Ngài đang muốn chúng ta hiểu rằng mọi thử thách đều có một mục đích và rằng mọi sự kiện trong cuộc sống đều là một phần của kế hoạch lớn lao hơn mà Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta. Khi đối mặt với nghịch cảnh, việc cầu nguyện không chỉ là hành động tôn giáo, mà còn là cách để chúng ta trao gửi mọi lo lắng và khó khăn lên cho Chúa. Lời cầu nguyện không phải chỉ là những từ ngữ thốt ra từ miệng, mà là sự thể hiện đức tin, sự phụ thuộc và lòng biết ơn của chúng ta đối với đấng tạo hóa. Khi chúng ta cầu nguyện với lòng thành kính và niềm tin chân thành, chúng ta đang giao phó mọi gánh nặng cho Chúa và tin tưởng rằng Ngài sẽ hành động vì lợi ích tốt nhất của chúng ta. Kinh Thánh cũng nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của sự kiên trì. Trong Gia-cơ chương 1 câu 12, Kinh Thánh viết rằng, phước cho người bền đỗ trong thử thách, vì sau khi đã chịu đựng, họ sẽ nhận được mão triều thiên của sự sống mà Chúa đã hứa ban cho những người yêu mến Ngài. Điều này cho chúng ta thấy rằng, qua sự kiên trì, chúng ta không chỉ vượt qua thử thách mà còn được ban thưởng xứng đáng. Mỗi thử thách mà chúng ta đối mặt là một cơ hội để củng cố đức tin và học cách trông cậy hoàn toàn vào Chúa. Trong suốt lịch sử, Chúa đã ban tặng những phép màu để chứng minh quyền năng và tình yêu vô điều kiện của Ngài. Một trong những phép màu nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh là việc Chúa Giê-xu hóa nước thành rượu tại tiệc cưới ở Cana trong Giăng chương 2 từ câu 1 đến câu 11. Phép màu này không chỉ là việc cung cấp nhu cầu thiết yếu,
mà còn là một minh chứng cho sự quan tâm tinh tế của Chúa đối với những nhu cầu nhỏ bé của con người. Chúa không chỉ làm những điều lớn lao, Ngài còn quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống của chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng có thể thấy những phép màu, dù đôi khi chúng không xuất hiện theo cách mà chúng ta mong đợi. Một người có thể cầu nguyện để có được sức khỏe tốt hơn và, thay vì một sự hồi phục tức thì, họ nhận được sự bình an và can đảm để đối mặt với bệnh tật. Phép màu không phải lúc nào cũng là sự thay đổi tức thì, mà đôi khi là sự biến đổi sâu sắc trong tâm hồn, mang lại sự bình an và hy vọng trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Đức tin không chỉ là một khái niệm trừu tượng hay một niềm tin vô hình vào đấng tạo hóa, mà đức tin là sức mạnh dẫn dắt chúng ta vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Đức tin giúp chúng ta tin tưởng vào những điều chưa xảy ra, những điều mà ta không thể thấy trước được, nhưng chắc chắn rằng Chúa luôn có một kế hoạch tốt đẹp cho mọi người. Khi chúng ta đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa, chúng ta bắt đầu thấy những điều kỳ diệu xuất hiện xung quanh mình, thậm chí ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Kinh Thánh đã nhiều lần nhắc đến vai trò của đức tin trong việc tạo ra sự thay đổi tích cực và đột phá. Ví dụ như câu chuyện về người phụ nữ bị bệnh xuất huyết trong suốt 12 năm, trích trong Mác chương 5 từ câu 25 đến câu 34. Cô đã tìm kiếm sự chữa lành từ nhiều bác sĩ và không thấy tiến triển. Nhưng khi cô nghe nói về Chúa Giê-xu, cô đã đến gần Ngài với một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần chạm vào áo của Ngài, cô sẽ được chữa lành. Và phép màu đã xảy ra. Chúa Giê-xu nói với cô, "Con ơi, đức tin của con đã cứu con, hãy đi bình an và được lành bệnh." Đây là minh chứng rõ ràng rằng đức tin có sức mạnh để thay đổi hoàn toàn cuộc sống của một người, ngay cả khi mọi nỗ lực khác đều thất bại. Tuy nhiên, không phải lúc nào đức tin cũng mang đến những kết quả tức thì. Đôi khi, Chúa thử thách đức tin của chúng ta bằng cách khiến chúng ta chờ đợi. Sự chờ đợi này không phải là hình phạt mà là cách Chúa giúp chúng ta rèn luyện sự kiên trì và học cách trông cậy hoàn toàn vào Ngài. Trong Rô-ma chương 8 câu 25, Kinh Thánh viết, nếu chúng ta hy vọng những điều chưa thấy, thì chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi. Để đức tin không chỉ tồn tại trong những lời cầu nguyện hay suy nghĩ, chúng ta cần thực hành đức tin hàng ngày trong cuộc sống thực. Mỗi ngày là một cơ hội để chúng ta sống đức tin của mình qua những hành động cụ thể. Điều này có thể đơn giản là việc cầu nguyện cho những người xung quanh, giúp đỡ người khó khăn, hoặc thể hiện lòng biết ơn với những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Chính những hành động nhỏ này là minh chứng cho đức tin và lòng yêu thương mà chúng ta dành cho Chúa và người lân cận. Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta yêu thương người khác như chính mình và phục vụ người khác với tình yêu thương chân thành. Trong Ma-thi-ơ chương 25 câu 40, Chúa Giê-xu nói, ta nói thật với các ngươi, điều gì các ngươi đã làm cho một trong những người bé mọn nhất của ta, tức là các ngươi đã làm cho ta. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, mỗi khi chúng ta giúp đỡ những người khó khăn xung quanh mình, chúng ta đang thể hiện tình yêu của Chúa và thực hành đức tin của mình. Một câu chuyện trong cuộc sống thực có thể minh họa cho điều này là việc một nhóm người ở một thị trấn nhỏ quyết định tập hợp lại để giúp đỡ một gia đình đang gặp khó khăn. Gia đình này bị mất đi nguồn thu nhập chính khi người cha gặp tai nạn lao động và không thể làm việc. Thay vì chỉ cầu nguyện cho gia đình đó, cả thị trấn đã chung tay giúp đỡ. Mỗi người một chút, người thì đóng góp tiền, người thì hỗ trợ về thức ăn, quần áo và những nhu yếu phẩm khác. Chính tình yêu thương và sự chia sẻ trong cộng đồng đã tạo ra một phép màu thực sự. Gia đình không chỉ được giúp đỡ về mặt vật chất, mà còn nhận được tình yêu và sự hỗ trợ tinh thần, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn. Lời cầu nguyện có sức mạnh biến đổi không chỉ hoàn cảnh của chúng ta mà còn chính con người chúng ta. Qua việc cầu nguyện, chúng ta không chỉ xin Chúa giúp đỡ, mà còn lắng nghe và kết nối với Ngài. Cầu nguyện không phải lúc nào cũng mang lại kết quả mà chúng ta mong đợi. Nhưng qua đó, Chúa thay đổi cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ý muốn của Ngài và trưởng thành trong đức tin. Kinh Thánh nói rằng, hãy cầu nguyện không ngừng,
trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca chương 5 câu 17. Điều này có nghĩa rằng chúng ta nên duy trì một mối liên hệ liên tục với Chúa qua lời cầu nguyện, không chỉ khi gặp khó khăn mà cả trong những lúc bình yên. Qua việc cầu nguyện thường xuyên, chúng ta nhận được sự bình an và hướng dẫn từ Chúa. Cầu nguyện giúp chúng ta duy trì lòng biết ơn và nhận ra rằng Chúa luôn có mặt trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Trong thực tế, có rất nhiều câu chuyện cảm động về những con người đã trải qua những thời khắc tối tăm, nhưng nhờ đức tin vào Chúa, cuộc sống của họ đã thay đổi hoàn toàn. Một trong những câu chuyện đáng chú ý là của Nick Vujicic, một người sinh ra không có tay và chân. Ban đầu, cuộc sống của Nick là một chuỗi dài của sự thất vọng và trầm cảm. Anh đã từng nghĩ đến việc tự tử vì cảm thấy mình không có giá trị và không thể làm được điều gì ý nghĩa. Tuy nhiên, nhờ đức tin mạnh mẽ vào Chúa, Nick đã tìm thấy mục đích sống của mình. Anh nhận ra rằng cuộc sống của mình không phải là sự trừng phạt, mà là một món quà từ Chúa. Qua thời gian, anh đã trở thành một diễn giả nổi tiếng, truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Anh dạy mọi người về lòng biết ơn, sức mạnh của đức tin và cách vượt qua những giới hạn mà cuộc sống đặt ra. Câu chuyện của Nick Vujicic là một minh chứng sống động cho sức mạnh của đức tin. Anh đã chứng minh rằng, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, chúng ta luôn có thể tìm thấy hy vọng và mục đích nếu chúng ta đặt niềm tin vào Chúa. Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái Ngài, và Ngài luôn có một kế hoạch lớn hơn cho cuộc sống của chúng ta, ngay cả khi chúng ta không thể nhìn thấy điều đó ngay lập tức. Trong cuộc sống, không ai có thể tránh khỏi những thời khắc khó khăn. Đôi khi, những thử thách lớn đến bất ngờ và dường như vượt quá sức chịu đựng của chúng ta. Nhưng chính trong những thời khắc nghịch cảnh này, đức tin của chúng ta mới thực sự được kiểm tra và củng cố. Kinh Thánh dạy rằng, những thử thách của các con không vượt quá sức chịu đựng của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài sẽ không để các con bị thử thách quá sức mình. Nhưng cùng với thử thách, Ngài cũng mở đường thoát để các con có thể chịu đựng được, trong 1 Cô-rinh-tô chương 10 câu 13. Những thử thách mà chúng ta gặp phải không phải là hình phạt, mà là cơ hội để chúng ta trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn trong đức tin. Chúa biết rõ giới hạn của chúng ta và Ngài không bao giờ để chúng ta phải đối mặt với những thử thách mà chúng ta không thể vượt qua. Khi chúng ta tin tưởng vào Chúa và cầu nguyện xin sự hướng dẫn của Ngài, Ngài sẽ mở ra con đường thoát, dù con đường đó có thể không giống như những gì chúng ta mong đợi. Câu chuyện về Gióp trong Kinh Thánh là một minh chứng rõ ràng cho điều này. Gióp là một người công bình, sống đúng theo ý Chúa, nhưng ông đã phải trải qua những thử thách khắc nghiệt khi mất hết tài sản, con cái và sức khỏe. Dù đau khổ tột cùng, Gióp không bao giờ từ bỏ đức tin của mình vào Chúa. Ông nói, Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi, ngợi khen danh Chúa. Cuối cùng, Chúa đã phục hồi lại tất cả những gì Gióp đã mất và ban cho ông nhiều phước lành hơn trước. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để duy trì đức tin mạnh mẽ trong Chúa là sự vâng phục. Vâng phục Chúa có nghĩa là tuân theo ý muốn của Ngài, dù đôi khi chúng ta không hiểu hết lý do tại sao hoặc không thấy rõ con đường phía trước. Điều này đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, bởi vì khi chúng ta vâng lời, chúng ta chấp nhận rằng ý Chúa luôn tốt hơn và cao cả hơn ý muốn của chính chúng ta. Câu chuyện về Abraham trong Kinh Thánh là một ví dụ sống động về sự vâng phục và tin tưởng. Khi Chúa yêu cầu Abraham rời bỏ quê hương của mình để đi đến một vùng đất mà Chúa sẽ chỉ định, ông đã không do dự vâng lời, dù không biết trước điều gì sẽ xảy ra. Không những thế, khi Chúa thử thách ông bằng cách yêu cầu ông hiến tế con trai Isaac, đứa con duy nhất mà Chúa đã ban tặng cho ông, Abraham vẫn trung thành làm theo lệnh của Chúa. Đức tin và sự vâng phục của Abraham đã được Chúa tôn vinh. Và cuối cùng, Chúa đã cứu Isaac và ban phước lớn lao cho dòng dõi của Abraham. Câu chuyện của Abraham dạy chúng ta rằng, khi chúng ta vâng phục và tin tưởng vào kế hoạch của Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta những phước lành vượt qua mọi sự mong đợi. Dù chúng ta không thể thấy hoặc hiểu hết mọi thứ trong hiện tại,
Chúa đang làm việc phía sau hậu trường để định hướng cuộc đời chúng ta đến điều tốt đẹp nhất. Trong mọi hoàn cảnh, dù tốt hay xấu, việc duy trì lòng biết ơn đối với Chúa là yếu tố cốt lõi để đức tin của chúng ta luôn được củng cố. Lòng biết ơn giúp chúng ta giữ vững quan điểm tích cực trong cuộc sống và nhận ra rằng, dù chúng ta đối mặt với bao nhiêu thử thách, Chúa vẫn đang làm việc và ban cho chúng ta những điều tốt đẹp. Khi chúng ta biết ơn, chúng ta không chỉ nhìn vào những khó khăn hiện tại mà còn nhận ra những phước lành và cơ hội tiềm tàng. Kinh Thánh dạy, hãy cảm tạ trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em, trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca chương 5 câu 18. Điều này nhấn mạnh rằng lòng biết ơn không chỉ là phản ứng trước những điều tốt đẹp, mà còn là sự thái độ mà chúng ta duy trì ngay cả trong những thử thách. Khi biết ơn Chúa ngay cả khi mọi thứ dường như không thuận lợi, chúng ta đang bày tỏ niềm tin vào sự thành tín của Ngài và biết rằng Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Trong thực tế, có những câu chuyện về những con người đã tìm thấy sự an ủi và sức mạnh thông qua lòng biết ơn ngay cả khi phải đối diện với mất mát lớn lao. Một ví dụ điển hình là câu chuyện của Corrie ten Boom, một người phụ nữ Hà Lan bị giam cầm trong trại tập trung Đức Quốc xã trong Thế chiến II vì đã giúp đỡ người Do Thái. Trong hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt, cô vẫn duy trì niềm tin vào Chúa và cảm ơn Ngài về tất cả những điều nhỏ bé mà cô có thể trải nghiệm như sự tồn tại của Kinh Thánh trong túi áo của cô hay sự hiện diện của chị gái trong cùng một trại. Lòng biết ơn và niềm tin của Corrie không chỉ giúp cô sống sót qua những gian nan, mà còn mang lại niềm hy vọng cho hàng triệu người sau này qua cuốn sách của cô. Một trong những phép lạ lớn nhất mà Chúa ban cho chúng ta chính là sự tha thứ. Không có con người nào hoàn hảo, và tất cả chúng ta đều phạm sai lầm. Nhưng sự kỳ diệu của đức tin Cơ Đốc là biết rằng, dù tội lỗi của chúng ta có lớn đến đâu, tình yêu và sự tha thứ của Chúa vẫn còn lớn hơn. Kinh Thánh dạy rằng, nếu chúng ta xưng nhận tội lỗi mình, thì Ngài là thành tín và công bình để tha thứ cho chúng ta tội lỗi và tẩy sạch mọi điều gian ác trong 1 Giăng chương 1 câu 9. Sự tha thứ của Chúa không chỉ giúp chúng ta thoát khỏi gánh nặng tội lỗi, mà còn là cơ hội để chúng ta được tái sinh, làm lại từ đầu với một trái tim mới và một cuộc sống mới. Nhiều người nghĩ rằng lỗi lầm của họ quá lớn, không thể nhận được sự tha thứ. Nhưng Kinh Thánh đã khẳng định rằng Chúa luôn sẵn lòng tha thứ cho những ai thực lòng ăn năn. Điều quan trọng là chúng ta phải thành thật thừa nhận tội lỗi của mình và quyết tâm thay đổi. Một minh chứng sống động cho sự tái sinh qua sự tha thứ là câu chuyện của Phao-lô, trước đây là Sau-lơ. Ông từng là một người bắt bớ và giết hại các tín đồ Cơ Đốc giáo. Nhưng sau khi gặp Chúa Giê-xu trên đường đến Đa-mách, cuộc đời ông đã thay đổi hoàn toàn. Từ một người chống lại Chúa, ông đã trở thành một trong những nhà truyền giáo lớn nhất, viết nên nhiều sách trong Tân Ước và mang phúc âm đến cho nhiều dân tộc. Điều này chứng tỏ rằng, bất kể quá khứ tội lỗi của chúng ta, Chúa luôn có khả năng biến đổi và sử dụng chúng ta để hoàn thành những kế hoạch lớn lao. Trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc sống, Chúa luôn là nguồn an ủi và sức mạnh vững chắc cho những ai tìm kiếm Ngài. Kinh Thánh viết, Chúa là nơi ẩn náu và sức lực của chúng ta. Ngài luôn sẵn sàng giúp đỡ trong lúc nguy khốn, trong Thi Thiên chương 46 câu 1. Không có điều gì mà chúng ta phải đối mặt mà Chúa không thể giúp chúng ta vượt qua. Ngài luôn hiện diện trong mọi hoàn cảnh, sẵn sàng lắng nghe lời cầu nguyện và ban cho chúng ta sự bình an giữa những bão tố cuộc đời. Có những lúc trong cuộc sống, chúng ta có thể cảm thấy mình bị cô lập hoặc mất phương hướng, nhưng chính trong những khoảnh khắc đó, Chúa tỏ hiện một cách mạnh mẽ nhất. Ngài có thể không loại bỏ mọi vấn đề ngay lập tức, nhưng Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để vượt qua. Câu chuyện về Chúa Giê-xu đi trên mặt nước là một minh chứng rõ ràng về điều này. Khi các môn đệ bị gió bão quấy dày trên thuyền, họ đã lo sợ cho tính mạng của mình. Nhưng Chúa Giê-xu đã đến với họ, đi trên mặt nước và nói, đừng sợ, vì ta ở đây, trong Ma-thi-ơ chương 14 câu 27. Điều này cho thấy rằng, ngay giữa những sóng gió lớn nhất của cuộc đời, Chúa vẫn hiện diện
và mang đến cho chúng ta sự bình an. Khi chúng ta trải nghiệm sự bình an và phước lành từ Chúa, chúng ta cũng được kêu gọi để chia sẻ những điều đó với người khác. Đức tin không chỉ là mối quan hệ giữa cá nhân với Chúa, mà còn là cách chúng ta đối xử và phục vụ người khác. Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta rằng, anh em yêu nhau, như chính ta đã yêu anh em, trong răng chương 13 câu 34. Điều này có nghĩa rằng đức tin thực sự không chỉ nằm trong những lời cầu nguyện hay sự thờ phượng mà còn được thể hiện qua hành động yêu thương và chăm sóc người xung quanh. Một ví dụ về việc phục vụ cộng đồng qua đức tin là câu chuyện của mẹ Teresa, một nữ tu người Albania, người đã dành cả đời để chăm sóc người nghèo, bệnh tật và bị bỏ rơi tại Ấn Độ. Mẹ Teresa đã sống theo lời dạy của Chúa Giê-xu bằng cách coi những người khốn khổ là hiện thân của Chúa và phục vụ họ với tình yêu vô điều kiện. Công việc của bà không chỉ mang lại hy vọng cho hàng ngàn người, mà còn truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Điều này cho thấy rằng đức tin có sức mạnh biến đổi, không chỉ đối với cá nhân mà còn đối với cả cộng đồng. Dù chúng ta không biết tương lai sẽ mang lại điều gì, nhưng khi chúng ta sống trong đức tin, chúng ta biết rằng Chúa đã chuẩn bị một kế hoạch tốt đẹp cho chúng ta. Đức tin mang lại cho chúng ta sự hy vọng và niềm tin vào những điều chưa thấy, và giúp chúng ta tiến bước với lòng can đảm và sự quyết tâm. Chúng ta có thể đối mặt với bất kỳ thử thách nào, biết rằng Chúa luôn ở bên, nâng đỡ và hướng dẫn chúng ta. Kinh Thánh viết, vì ta biết rõ các kế hoạch mà ta định làm cho các ngươi, đó là các kế hoạch đem lại sự thịnh vượng, chứ không phải tai họa, để ban cho các ngươi tương lai và hy vọng, trong Giê-rê-mi chu ong 29 câu 11. Đây là lời hứa mà chúng ta có thể nắm chắc, bất kể hoàn cảnh hiện tại của chúng ta như thế nào. Chúa luôn có một kế hoạch cho cuộc sống của chúng ta, và kế hoạch đó luôn tốt đẹp hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Cuộc sống đầy thách thức, nhưng đức tin vào Chúa mang lại cho chúng ta sự bình an, sức mạnh và hy vọng để vượt qua mọi khó khăn. Khi chúng ta tin tưởng và vâng phục Chúa, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta đến những điều tốt đẹp nhất. Qua việc cầu nguyện, lòng biết ơn và hành động phục vụ cộng đồng, chúng ta có thể sống một cuộc đời ý nghĩa, mang lại sự biến đổi không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Và cuối cùng, khi chúng ta giữ vững đức tin, Chúa sẽ ban cho chúng ta những phước lành và một tương lai đầy hy vọng. Phép màu không chỉ là những sự kiện siêu nhiên, hiếm hoi xuất hiện trong cuộc sống. Đối với những ai có đức tin mạnh mẽ, phép màu hiện hữu trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Chúa không chỉ ban tặng phép màu để thay đổi thực tại một cách đột ngột mà còn thông qua những điều nhỏ bé, những sự biến đổi mà mắt thường khó nhận ra. Điều này có thể là một cơ hội mới đến với ta khi ta tưởng như tất cả đã khép lại, hay sự bình an nội tâm mà Chúa ban cho trong thời khắc khó khăn nhất. Chúng ta thường nghĩ về phép màu là những sự kiện lớn lao, như việc Chúa Giê-xu làm người mù thấy lại hay biến nước thành rượu. Nhưng phép màu của Chúa cũng có thể hiện diện trong những điều dấn độn nhất. Trong một thế giới đầy lo âu và khó khăn, phép màu đôi khi chỉ là khả năng cảm nhận sự hiện diện của Chúa, sự hướng dẫn của Ngài và lòng kiên trì để bước tiếp khi mọi thứ dường như đã mất hết. Kinh Thánh dạy rằng, hãy cầu xin, rồi sẽ được, hãy tìm, rồi sẽ gặp, hãy gõ cửa, rồi sẽ mở, trích trong Ma-thi-ơ chương 7 câu 7. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng phép màu của Chúa không phải là thứ xa vời, chỉ đến với những ai đặc biệt. Tất cả những ai tin tưởng và tìm kiếm Ngài đều có thể trải nghiệm phép màu trong cuộc sống của mình. Đức tin mạnh mẽ không phải là sự chờ đợi thụ động, mà là hành động mạnh mẽ của việc đặt toàn bộ niềm tin vào Chúa, cầu xin và không ngừng tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài. Sự chờ đợi trong đức tin là một trong những thử thách lớn nhất đối với con người. Đôi khi, chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta một điều gì đó, nhưng dường như Ngài không trả lời ngay lập tức. Trong những lúc như thế, nhiều người có thể cảm thấy nản lòng, tự hỏi liệu Chúa có đang nghe họ hay không. Nhưng sự chờ đợi trong đức tin là một phần không thể thiếu của hành trình tinh thần. Kinh Thánh nhấn mạnh những ai chờ đợi Đức Giê-hô-va sẽ được sức mạnh mới,
họ sẽ bay cao như chim đại bàng, họ sẽ chạy mà không mệt, sẽ đi mà không mỏi, trích trong Ê-sai chương 40 câu 31. Câu chuyện về Áp-gia-ham và Sa-gia là một minh chứng tuyệt vời về sức mạnh của sự chờ đợi trong đức tin. Chúa hứa sẽ ban cho họ một đứa con, nhưng họ đã phải chờ đợi nhiều năm trước khi lời hứa đó được thực hiện. Sa-gia đã quá tuổi sinh con, không còn hy vọng, nhưng với Chúa, không gì là không thể. Sau nhiều năm chờ đợi, họ được ban cho một đứa con trai, Isaac, chứng minh rằng sự chờ đợi của họ không vô nghĩa. Qua sự chờ đợi, Áp-gia-ham và Sa-gia không chỉ được nhận phép mầu mà còn trở thành tổ phụ của nhiều dân tộc. Trong cuộc sống hiện đại, sự chờ đợi có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức, chờ đợi sự cứu rỗi trong hoàn cảnh tài chính khó khăn, chờ đợi sự phục hồi sức khỏe, hay chờ đợi một phép mầu trong các mối quan hệ gia đình. Dù là gì đi nữa, đức tin giúp chúng ta hiểu rằng sự chờ đợi này không phải là vô nghĩa. Chúa luôn có lý do khi Ngài yêu cầu chúng ta chờ đợi. Đôi khi, sự chờ đợi này là để chúng ta chuẩn bị tinh thần, củng cố đức tin và học cách tin tưởng tuyệt đối vào Ngài. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của đức tin mà chúng ta thường bỏ quên là lòng biết ơn. Lòng biết ơn không chỉ là một phản ứng tự nhiên khi nhận được những điều tốt lành, mà còn là một cách để mở lòng đón nhận nhiều phép mầu hơn trong cuộc sống. Khi chúng ta biết ơn, chúng ta khẳng định sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống và thừa nhận rằng mọi điều tốt đẹp đều đến từ Ngài. Lòng biết ơn không chỉ làm cho chúng ta hạnh phúc hơn mà còn giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn trong đức tin. Kinh Thánh khuyên rằng, trong mọi việc, hãy tạ ơn Chúa, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus dành cho anh em, trích trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca chương 5 câu 18. Điều này có nghĩa là ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, chúng ta cũng cần tìm thấy lý do để biết ơn. Biết ơn không có nghĩa là chúng ta phủ nhận những khó khăn, mà là chúng ta nhận ra rằng ngay cả trong nghịch cảnh, Chúa vẫn đang làm việc, và mọi điều xảy ra đều là một phần của kế hoạch tốt đẹp mà Ngài dành cho chúng ta. Lòng biết ơn cũng là một hành động thể hiện đức tin. Khi chúng ta biết ơn, chúng ta đang nói với Chúa rằng chúng ta tin tưởng Ngài, dù cho mọi thứ có vẻ khó khăn. Điều này giúp chúng ta trở nên kiên cường hơn và mở lòng đón nhận những phép mầu trong cuộc sống. Có nhiều câu chuyện về những người đã tìm thấy phép mầu trong lòng biết ơn. Chẳng hạn, có những người đã trải qua mất mát lớn trong cuộc sống, nhưng nhờ biết ơn những điều nhỏ bé mà họ vẫn còn, họ đã tìm thấy sự bình an và sức mạnh để bước tiếp. Tha thứ là một trong những hành động mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể thực hiện trong hành trình đức tin của mình. Tha thứ không chỉ giải phóng người khác khỏi tội lỗi của họ mà còn giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng của sự oán giận và cay đắng. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta mở ra cánh cửa cho sự bình an và tái sinh trong cuộc sống. Chúa Giê-xu đã dạy, nếu anh em không tha thứ cho người khác, thì cha của anh em ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho anh em, trích trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 15. Điều này cho thấy rằng sự tha thứ không chỉ là một lựa chọn, mà là một mệnh lệnh từ Chúa. Tha thứ cũng không phải là việc dễ dàng. Nhiều người cảm thấy khó tha thứ cho những người đã làm tổn thương họ, đặc biệt là khi tổn thương đó quá sâu sắc. Nhưng khi chúng ta nhìn vào cuộc đời của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy rằng Ngài đã tha thứ cho những người phản bội và hành hạ Ngài, ngay cả khi Ngài bị đóng đinh trên thập giá. Điều này dạy chúng ta rằng không có gì là quá lớn để tha thứ. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta đang làm theo tấm gương của Chúa Giê-xu và nhận được sự bình an mà Ngài đã hứa. Câu chuyện về người con trai hoang đàng trong Kinh Thánh là một minh chứng tuyệt vời về sự tha thứ và tái sinh. Người con trai, sau khi lãng phí tài sản của cha mình, đã trở về nhà với sự xấu hổ và hối hận. Nhưng thay vì bị trừng phạt, cha anh đã chạy ra đón anh với vòng tay rộng mở và tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh. Điều này cho thấy rằng Chúa luôn sẵn lòng tha thứ cho chúng ta, bất kể tội lỗi của chúng ta lớn đến đâu. Chỉ cần chúng ta thực lòng ăn năn, Chúa sẽ đón nhận và tái sinh chúng ta trong tình yêu của Ngài.
Lời cầu nguyện không chỉ là phương tiện để giao tiếp với Chúa mà còn là con đường dẫn đến sự biến đổi. Qua việc cầu nguyện, chúng ta không chỉ xin Chúa ban cho những gì chúng ta cần, mà còn mở lòng để lắng nghe và nhận sự hướng dẫn của Ngài. Cầu nguyện giúp chúng ta kết nối với Chúa, nhận thức rõ hơn về sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống và nhận ra rằng Ngài luôn làm việc vì lợi ích tốt nhất của chúng ta. Một ví dụ nổi bật về sức mạnh của lời cầu nguyện là câu chuyện của Daniel trong hang sư tử, trích trong Daniel chương 6. Khi Daniel bị quăng vào hang sư tử vì không chịu từ bỏ việc cầu nguyện với Đức Chúa Trời, ông không hề hoảng sợ. Thay vào đó, ông tiếp tục cầu nguyện và tin tưởng rằng Chúa sẽ giải cứu mình. Kết quả là Chúa đã đóng miệng các con sư tử và bảo vệ Daniel. Điều này cho thấy rằng lời cầu nguyện có sức mạnh không chỉ để thay đổi hoàn cảnh mà còn giúp chúng ta đối mặt với những thử thách lớn nhất với lòng tin và sự bình an. Trong cuộc sống thực tế, có vô số câu chuyện về những người đã tìm thấy sức mạnh, sự bình an và phép màu qua lời cầu nguyện. Một người mẹ có thể cầu nguyện cho con trai của mình khi anh ta đi lạc đường và quay lưng với Chúa, và sau nhiều năm, đứa con ấy cuối cùng cũng trở lại. Lời cầu nguyện không chỉ giúp thay đổi hoàn cảnh của người khác mà còn biến đổi chính chúng ta. Nó giúp chúng ta nhìn nhận mọi thứ với con mắt của lòng nhân từ, hiểu rõ hơn về tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Khi chúng ta đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, chúng ta thường tìm kiếm cảm hứng từ nhiều nguồn khác nhau. Nhưng không có nguồn cảm hứng nào lớn hơn Chúa, Đấng đã tạo ra mọi thứ và luôn có kế hoạch tốt đẹp nhất cho chúng ta. Kinh Thánh là kho tàng vô tận của những câu chuyện về sự cứu rỗi, lòng trung thành và phép màu, nhắc nhở chúng ta rằng không có gì là quá lớn đối với Chúa. Mỗi lần chúng ta cảm thấy mất hy vọng, Kinh Thánh luôn có lời khích lệ giúp chúng ta tiếp tục bước đi trên hành trình đức tin. Một trong những câu chuyện cảm hứng mạnh mẽ nhất là câu chuyện về Môi-se dẫn dắt dân Độ Thái ra khỏi Ai Cập. Khi Môi-se và dân Độ Thái đối mặt với biển đỏ phía trước và quân đội Ai Cập đuổi theo phía sau, tất cả dường như đã mất. Nhưng Chúa đã tách biển đỏ để họ có thể đi qua. Và khi quân Ai Cập đuổi theo, Ngài đã đóng biển lại, tiêu diệt toàn bộ kẻ thù. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả khi mọi thứ dường như không có lối thoát, Chúa luôn có cách của Ngài để giải cứu chúng ta. Một đức tin mạnh mẽ không chỉ là mối quan hệ cá nhân giữa chúng ta và Chúa mà còn được thể hiện qua cách chúng ta sống và phục vụ cộng đồng. Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta yêu thương người lân cận như chính mình và phục vụ người khác bằng tình yêu thương vô điều kiện. Đức tin mà không có hành động là đức tin chết, chi cha trong Gia-cơ chương 2 câu 26. Khi chúng ta thực hiện các hành động yêu thương và giúp đỡ người khác, chúng ta đang sống theo lời dạy của Chúa Giê-xu và trở thành những công cụ để truyền tải tình yêu của Ngài đến với thế giới. Một ví dụ về việc hành động của đức tin trong cộng đồng là câu chuyện về người Samaritan tốt bụng, trích trong Luca chương 10 từ câu 25 đến câu 37. Khi một người bị thương bị bỏ mặc bên đường, chính người Samaritan, một người mà xã hội thời đó coi thường, đã dừng lại để giúp đỡ, trong khi những người khác đi ngang qua mà không để ý. Câu chuyện này dạy chúng ta rằng tình yêu thương và lòng nhân từ không có biên giới, và chúng ta được kêu gọi để giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn, bất kể hoàn cảnh của họ là gì. Phép màu luôn hiện hữu trong cuộc sống của mỗi chúng ta, đôi khi lặng lẽ, đôi khi vang dội, nhưng luôn dẫn dắt chúng ta đi qua những khoảnh khắc tăm tối nhất. Phép màu không chỉ là những hiện tượng kỳ diệu xuất hiện một cách bất ngờ hay lạ kỳ mà chúng ta không thể giải thích. Phép màu, đối với những người có đức tin, có thể chỉ đơn giản là sự tồn tại của một lối đi khi tất cả dường như đã đóng lại, là một tia sáng nhỏ nhoi lóe lên giữa biển khơi khó khăn, hay là một niềm hy vọng nhỏ bé giữa bóng tối của sự thất vọng. Đó là món quà tuyệt vời mà Chúa ban tặng cho con cái Ngài, một sự cam kết rằng Ngài luôn hiện diện, luôn lắng nghe và luôn đáp lại bằng cách nào đó, dù đôi khi không phải theo cách mà ta mong đợi. Nhiều khi, con người hay nhầm lẫn giữa phép màu với những điều kỳ diệu tức thời, lớn lao và ngoạn mục. Nhưng nếu hiểu theo một cách sâu sắc hơn,
phép màu có thể đơn giản chỉ là sự thay đổi tinh tế trong tâm hồn, sự chuyển hóa từ tuyệt vọng sang hy vọng, từ sợ hãi sang sự bình an. Đôi khi phép màu chính là việc chúng ta có thể đứng dậy mỗi buổi sáng, tiếp tục bước đi dù cho mọi thứ dường như đang chống lại mình. Chúa có thể không xua tan mọi rắc rối ngay lập tức, nhưng Ngài luôn ban cho ta sức mạnh để vượt qua từng ngày. Trong Ma-thi-ơ chương 17 câu 20, Chúa Giê-xu đã nói, nếu các con có đức tin bằng hạt cải, các con có thể nói với núi này, hãy rời chỗ này đi đến chỗ kia, và nó sẽ di chuyển. Không có gì là không thể đối với các con. Câu nói này minh chứng cho việc phép màu không phụ thuộc vào kích cỡ, mà vào sức mạnh của niềm tin. Đức tin, ngay cả khi nhỏ bé như hạt cải, cũng có thể biến đổi thế giới xung quanh chúng ta. Và Chúa sẽ sử dụng đức tin đó để thực hiện những điều kỳ diệu trong cuộc sống của mỗi người. Một trong những bài học khó nhất trong đức tin là học cách tin tưởng vào sự hướng dẫn của Chúa, đặc biệt là khi chúng ta không thấy rõ con đường trước mắt. Cuộc sống đôi khi đẩy chúng ta vào những tình huống không mong muốn, những thử thách quá lớn mà chúng ta không thể tự mình đối mặt. Nhưng chính trong những thời khắc khó khăn này, chúng ta học cách tin cậy vào Chúa, không chỉ bằng lý trí mà bằng cả trái tim và tâm hồn. Trong Rô-ma chương 8 câu 28, Kinh Thánh dạy rằng, chúng ta biết rằng trong mọi sự, Đức Chúa Trời làm việc vì lợi ích của những ai yêu mến Ngài, những người được gọi theo mục đích của Ngài. Điều này có nghĩa rằng ngay cả trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất, Chúa vẫn đang làm việc để mang lại điều tốt lành cho chúng ta. Ngài nhìn thấy toàn bộ bức tranh, trong khi chúng ta chỉ nhìn thấy một phần nhỏ của nó. Khi chúng ta không thể nhìn thấy giải pháp, Chúa đã biết trước mọi thứ và đang dẫn dắt chúng ta đi qua. Đôi khi, chúng ta cảm thấy như đang lạc lối, không biết mình phải đi đâu hoặc phải làm gì. Nhưng trong những khoảnh khắc như vậy, chúng ta cần nhớ rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái của Ngài. Hãy tưởng tượng mình là một người chèo thuyền trên biển cả bao la, nơi mọi thứ dường như vô định. Nhưng ngay cả khi chúng ta không nhìn thấy bờ, Chúa vẫn là người cầm bánh lái, dẫn dắt chúng ta qua từng cơn sóng lớn. Niềm tin vào Ngài không phải là tin rằng cuộc sống sẽ không có sóng gió, mà là tin rằng Ngài sẽ luôn giữ chúng ta an toàn giữa những cơn bão. Lòng biết ơn là một trong những phương tiện mạnh mẽ nhất để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Khi chúng ta biết ơn, chúng ta không chỉ thừa nhận những phước lành mà Chúa đã ban cho, mà còn mở lòng để đón nhận nhiều điều kỳ diệu hơn. Lòng biết ơn là hành động của đức tin, thể hiện rằng chúng ta nhận ra tất cả những gì chúng ta có, tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống đều đến từ Chúa, và chúng ta tôn trọng những điều đó. Kinh Thánh dạy, hãy biết ơn trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus dành cho anh em, trích trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca chương 5 câu 18. Điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ biết ơn khi mọi thứ tốt đẹp, mà còn phải biết ơn ngay cả trong những lúc khó khăn. Đôi khi, lòng biết ơn trong thử thách chính là cách chúng ta thể hiện đức tin sâu sắc nhất vào Chúa, rằng Ngài sẽ biến đổi những nghịch cảnh thành những bài học quý giá và những phước lành tiềm ẩn. Một câu chuyện truyền cảm hứng về sức mạnh của lòng biết ơn là câu chuyện về Johnny Erickson Tada. Bị liệt tứ chi sau một tai nạn lặn khi còn trẻ, Johnny từng trải qua những năm tháng đấu tranh với sự tuyệt vọng và cảm giác mất mát. Tuy nhiên, thay vì chìm đắm trong nỗi đau, cô đã học cách biết ơn những điều nhỏ bé trong cuộc sống và từ đó tìm thấy sức mạnh để tiếp tục. Johnny đã trở thành một diễn giả nổi tiếng và tác giả truyền cảm hứng cho hàng triệu người về lòng biết ơn, đức tin và sự kiên cường. Câu chuyện của cô minh chứng rằng ngay cả trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, lòng biết ơn có thể trở thành chìa khóa để mở ra sự bình an và phép màu trong cuộc sống. Tha thứ là một trong những hành động khó khăn nhất mà con người có thể thực hiện, nhưng cũng là một trong những hành động quyền năng nhất. Tha thứ không chỉ giúp giải thoát người khác khỏi sự oán hận của chúng ta, mà còn giải phóng chính bản thân chúng ta khỏi gánh nặng của sự cay đắng. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta không chỉ tuân theo lời dạy của Chúa Giê-xu mà còn mở lòng đón nhận sự bình an và phép màu trong cuộc sống. Chúa Giê-xu dạy rằng,
hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ, trích trong Luca chương 6 câu 37. Điều này cho thấy rằng sự tha thứ không chỉ là hành động dành cho người khác mà còn là sự giải phóng tâm hồn của chính chúng ta. Khi chúng ta giữ lòng oán giận, chúng ta tự trói buộc mình vào quá khứ. Nhưng khi tha thứ, chúng ta bước vào sự tự do mà Chúa đã hứa ban. Một câu chuyện cảm động về sự tha thứ là câu chuyện của Corrie ten Boom, một phụ nữ Hà Lan đã giúp đỡ người Do Thái trong Thế chiến II và bị giam cầm trong trại tập trung Đức Quốc xã. Sau chiến tranh, Corrie gặp lại một trong những người lính gác trại người đã gây ra rất nhiều đau khổ cho cô và gia đình. Dù ban đầu cô cảm thấy oán giận, Corrie đã quyết định tha thứ cho anh ta. Và chính sự tha thứ đó đã mang lại cho cô sự bình an trong tâm hồn. Cô nói, tha thứ là hành động của ý chí, và ý chí có thể hoạt động dù trái tim có còn đau đớn hay không. Tha thứ không có nghĩa là chúng ta quên đi những gì đã xảy ra, mà là chúng ta từ bỏ quyền trả thù, để Chúa xử lý mọi việc theo cách của Ngài. Khi tha thứ, chúng ta nhận được sự giải thoát khỏi sự kiểm soát của quá khứ và bắt đầu sống một cuộc sống trọn vẹn hơn trong hiện tại. Một trong những phép màu lớn nhất mà Chúa ban cho chúng ta là cơ hội để được tái sinh, để bắt đầu lại từ đầu bất kể chúng ta đã phạm phải sai lầm gì. Kinh Thánh nói rằng, nếu ai ở trong Đấng Christ, người đó là một tạo vật mới, những điều cũ đã qua đi. Này, mọi sự đều trở nên mới, trích trong 2 Cô-rinh-tô chương 5 câu 17. Điều này có nghĩa rằng khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta không bị ràng buộc bởi những lỗi lầm trong quá khứ mà được ban cho một cơ hội mới để sống trong sự bình an và mục đích của Ngài. Câu chuyện về Sau-lơ, sau này trở thành Phao-lô, là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tái sinh qua đức tin. Trước khi trở thành một người theo Chúa, Sau-lơ đã bắt bớ và giết hại các tín đồ Cơ Đốc giáo. Tuy nhiên, sau khi gặp Chúa Giê-xu trên đường Đa Mách, cuộc đời ông đã thay đổi hoàn toàn. Từ một kẻ thù của đức tin, ông trở thành một trong những người truyền giáo lớn nhất, viết nên nhiều sách trong Tân Ước và mang phúc âm đến cho nhiều dân tộc. Sự tái sinh không chỉ dành riêng cho những người có tội lớn như Sau-lơ mà còn dành cho tất cả chúng ta. Dù chúng ta có bao nhiêu lỗi lầm, bao nhiêu lần thất bại, Chúa luôn sẵn lòng đón nhận chúng ta và ban cho chúng ta cơ hội để bắt đầu lại. Điều này không chỉ là một sự an ủi lớn lao mà còn là một động lực để chúng ta không ngừng cải thiện và sống một cuộc đời trọn vẹn hơn. Lời cầu nguyện không chỉ là cách chúng ta giao tiếp với Chúa mà còn là phương tiện để Chúa hành động trong cuộc sống của chúng ta. Qua lời cầu nguyện, chúng ta không chỉ tìm kiếm sự giúp đỡ mà còn nhận được sự bình an, hướng dẫn và sự thay đổi trong tâm hồn. Kinh Thánh nói rằng, hãy cầu nguyện không ngừng, trích trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca chương 5 câu 17. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ một mối liên hệ liên tục với Chúa qua cầu nguyện. Cầu nguyện không phải chỉ là việc nói ra những gì chúng ta muốn, mà còn là cách chúng ta lắng nghe Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện với tâm hồn cởi mở và thành thật, chúng ta cho phép Chúa làm việc trong cuộc sống của chúng ta theo cách mà chúng ta có thể không ngờ tới. Lời cầu nguyện không phải lúc nào cũng mang lại kết quả ngay lập tức, nhưng qua đó, chúng ta học cách kiên nhẫn, tin tưởng và chấp nhận ý muốn của Chúa. Một câu chuyện nổi bật về sức mạnh của lời cầu nguyện là câu chuyện của Hana trong Cực Ước. Hana đã cầu nguyện nhiều năm để có một đứa con và cuối cùng, Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của cô và ban cho cô Samuel, người sau này trở thành một trong những tiên tri vĩ đại của Israel. Điều này cho thấy rằng lời cầu nguyện không bao giờ vô ích, và dù có thể chúng ta phải chờ đợi, Chúa luôn lắng nghe và trả lời theo cách tốt nhất cho chúng ta. Đức tin thực sự không chỉ được thể hiện qua lời cầu nguyện hay suy nghĩ, mà còn qua hành động của chúng ta. Như Gia-cơ chương 2 câu 26 dạy, đức tin không có hành động là đức tin chết. Điều này có nghĩa là, nếu chúng ta tin vào Chúa nhưng không sống theo lời Ngài, đức tin đó không có giá trị. Đức tin thật sự được thể hiện qua những hành động yêu thương, phục vụ và giúp đỡ người khác. Một ví dụ mạnh mẽ về việc biến đức tin thành hành động là cuộc đời của mẹ Teresa.
bà không chỉ nói về tình yêu thương mà còn sống và làm việc theo tinh thần độ, dành cả cuộc đời để chăm sóc những người nghèo khổ và bị bỏ rơi ở Ấn Độ. Mẹ Teresa không cần phải nói nhiều về đức tin của mình, bởi vì những hành động của bà đã tự nói lên tất cả. Chính qua việc chăm sóc người khác mà bà đã trở thành tấm gương sáng về đức tin sống động. Khi chúng ta tin tưởng và bước đi theo Chúa, Ngài ban cho chúng ta một tương lai đầy hy vọng. Trong Giê-rê-mi chương 29 câu 11, Chúa hứa rằng: "Vì ta biết rõ các kế hoạch mà ta định làm cho các ngươi, đó là các kế hoạch đem lại sự thịnh vượng, chứ không phải tai họa, để ban cho các ngươi tương lai và hy vọng." Điều này có nghĩa rằng, dù hiện tại có khó khăn đến đâu, chúng ta có thể yên tâm rằng Chúa luôn có kế hoạch tốt đẹp dành cho chúng ta. Chúng ta không cô đơn trong cuộc hành trình này. Chúa không chỉ là đấng tạo hóa, mà còn là đấng dẫn dắt, bảo vệ và yêu thương chúng ta không điều kiện. Ngài không chỉ ban cho chúng ta sức mạnh để vượt qua những thử thách, mà còn hướng dẫn chúng ta đến một tương lai tươi sáng hơn, nơi mọi đau khổ và nghịch cảnh đều trở thành quá khứ. Khi nói đến phép màu, không thể không nhắc đến sức mạnh của sự kiên trì trong đức tin. Kiên trì không chỉ là một đức tính mà còn là cách chúng ta thể hiện lòng trung thành và sự tận tụy với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Cuộc sống thường đặt ra cho chúng ta nhiều thử thách, có những lúc dường như mọi cánh cửa đều đóng lại, và những gì chúng ta hy vọng đạt được trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Nhưng chính trong những khoảnh khắc này, phép màu của sự kiên trì lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Câu chuyện về Job trong Kinh Thánh là một ví dụ tiêu biểu về sức mạnh của sự kiên trì. Job là một người công bình được Chúa yêu thương và ban phước cho nhiều tài sản, gia đình và sức khỏe. Tuy nhiên, Job đã phải trải qua những thử thách khắc nghiệt khi mất tất cả từ gia đình, tài sản cho đến sức khỏe. Mặc dù phải đối diện với đau đớn về thể xác và tinh thần, Job vẫn kiên định trong đức tin, không bao giờ quay lưng với Chúa. Cuối cùng, vì lòng kiên trì của mình, Job không chỉ được Chúa phục hồi mà còn ban cho nhiều phước lành hơn trước. Câu chuyện này là minh chứng rõ ràng rằng phép màu đôi khi không xuất hiện ngay lập tức, nhưng nó đến với những ai kiên trì, những ai không mất đi niềm tin ngay cả khi đối diện với những thử thách lớn nhất. Thực tế, sự kiên trì trong đức tin chính là con đường dẫn đến phép màu không chỉ là sự cứu rỗi hay phước lành mà còn là sự biến đổi tâm hồn, giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về ý muốn của Chúa và sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống hàng ngày. Sự kiên trì không chỉ đơn thuần là việc chờ đợi mà là một hành động tích cực, một sự xác nhận rằng chúng ta tin tưởng Chúa sẽ hành động đúng lúc, vào đúng thời điểm. Kinh Thánh dạy rằng, vì trong sự kiên nhẫn, anh em sẽ giữ được linh hồn mình, trích trong Luca chương 21 câu 19. Điều này có nghĩa rằng, sự kiên nhẫn giúp chúng ta giữ vững đức tin, và qua đó chúng ta không chỉ được bảo vệ mà còn được ban phước lành từ Chúa. Lòng biết ơn là yếu tố quan trọng trong hành trình đức tin, vì nó là cách chúng ta thể hiện sự thừa nhận đối với tất cả những gì Chúa đã làm và đang làm cho chúng ta. Khi chúng ta biết ơn, chúng ta không chỉ cảm nhận sự hiện diện của Chúa mà còn mở lòng đón nhận nhiều phép màu hơn nữa. Trong cuộc sống hiện đại, lòng biết ơn không chỉ là một khái niệm tâm linh mà còn là cách chúng ta nhìn nhận mọi thứ xung quanh mình. Thế nhưng, lòng biết ơn không chỉ xuất hiện khi cuộc sống dễ dàng mà còn phải tồn tại ngay cả trong những lúc khó khăn nhất. Chúng ta thường nghĩ rằng biết ơn chỉ nên dành cho những điều tốt đẹp mà chúng ta nhận được. Nhưng Kinh Thánh dạy rằng, trong mọi hoàn cảnh, hãy cảm tạ Chúa, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus dành cho anh em, trích trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca chương 5 câu 18. Điều này có nghĩa rằng lòng biết ơn không nên bị giới hạn bởi hoàn cảnh hay cảm xúc, mà là một hành động của đức tin. Khi chúng ta biết ơn ngay cả trong thử thách, chúng ta đang nói với Chúa rằng chúng ta tin tưởng Ngài sẽ biến mọi thứ trở nên tốt đẹp. Câu chuyện về việc Chúa Giê-xu chữa lành cho 10 người phong củi trong Luca chương 17 từ câu 11 đến câu 19 là một ví dụ sâu sắc về lòng biết ơn. Sau khi Chúa Giê-xu chữa lành họ, chỉ có một người quay trở lại để tạ ơn Ngài. Chúa Giê-xu đã nói với anh,
đức tin của con đã cứu con. Điều này cho thấy rằng, lòng biết ơn không chỉ đơn thuần là sự thừa nhận, mà còn là cách chúng ta củng cố đức tin và mở lòng đón nhận những phước lành sâu sắc hơn. Tha thứ không chỉ là một hành động mang tính đạo đức mà còn là một trong những phép màu vĩ đại nhất mà chúng ta có thể thực hiện trong cuộc đời mình. Tha thứ giúp giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của sự oán giận, giúp tâm hồn ta được nhẹ nhàng và bình yên hơn. Khi chúng ta tha thứ cho người khác, chúng ta cũng đang giải phóng chính mình khỏi những đau khổ mà sự thù hận và oán giận gây ra. Chúa Giê-xu đã dạy, nếu anh em tha thứ cho người khác, Cha trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người khác, Cha của anh em cũng sẽ không tha thứ cho anh em. Trích trong Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 14 đến câu 15. Tha thứ là một điều kiện thiết yếu để chúng ta nhận được sự tha thứ từ Chúa. Khi chúng ta không tha thứ, chúng ta không chỉ giữ lại sự đau đớn trong trái tim mình mà còn ngăn cản chính mình nhận được những phước lành từ Chúa. Tuy nhiên, tha thứ không phải là điều dễ dàng, đặc biệt khi chúng ta đã chịu tổn thương sâu sắc. Có những lúc chúng ta cảm thấy như việc tha thứ là không thể, nhưng qua đức tin và sự hướng dẫn của Chúa, chúng ta có thể tìm thấy sức mạnh để tha thứ, không chỉ để giải thoát người khác mà còn để giải thoát chính mình. Câu chuyện về Joseph trong Kinh Thánh, trong Sáng Thế Ký chương 37 đến chương 50 là một ví dụ mạnh mẽ về sự tha thứ. Joseph bị các anh em của mình bán làm nô lệ vì sự ganh tị. Nhưng sau nhiều năm chịu đựng, Chúa đã nâng đỡ Joseph và biến anh trở thành người đứng đầu Ai Cập chỉ sau Pharaoh. Khi gặp lại các anh em mình, thay vì trả thù, Joseph đã tha thứ và nói, anh em đã toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời đã biến điều đó thành sự lành, trong Sáng Thế Ký chương 50 câu 20. Tha thứ không chỉ mang lại sự giải phóng cho Joseph mà còn cho các anh em của anh, và qua đó, gia đình họ được hòa giải. Tha thứ cũng là con đường dẫn đến sự hòa giải và bình an trong tâm hồn. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta đang để Chúa làm việc trong cuộc sống của mình, biến đổi những đau đớn thành sự chữa lành và những vết thương thành sự mạnh mẽ. Tha thứ là phép màu của tình yêu thương và lòng từ bi, là cách chúng ta sống theo gương Chúa Giê-xu. Tái sinh là một trong những khái niệm mạnh mẽ và quan trọng nhất trong hành trình đức tin. Sự tái sinh không chỉ là việc thay đổi tâm hồn mà còn là sự bắt đầu mới trong Chúa. Kinh Thánh dạy rằng, vì nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là một tạo vật mới, những điều cũ đã qua đi. Này, mọi sự đều trở nên mới, trích trong 2 Cô-rinh-tô chương 5 câu 17. Điều này có nghĩa là khi chúng ta bước vào mối quan hệ với Chúa Giê-xu, mọi lỗi lầm và thất bại trong quá khứ của chúng ta đều được xóa bỏ, và chúng ta được ban cho một cuộc sống mới, đầy hy vọng và phước lành. Câu chuyện về Sau-lơ, sau này trở thành Phao-lô, là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tái sinh qua đức tin. Trước khi trở thành một tín đồ của Chúa Giê-xu, Sau-lơ là một kẻ bắt bớ các tín đồ Cơ Đốc giáo, và ông đã khiến nhiều người phải chết vì đức tin của họ. Tuy nhiên, sau khi gặp Chúa Giê-xu trên đường Đa-mách, cuộc đời ông đã thay đổi hoàn toàn. Từ một kẻ thù của đức tin, Sau-lơ đã trở thành Phao-lô, một trong những nhà truyền giáo vĩ đại nhất trong lịch sử, viết nhiều sách trong Tân Ước và mang phúc âm đến cho nhiều dân tộc. Sự tái sinh không chỉ dành cho những người như Phao-lô mà còn cho tất cả chúng ta. Không ai trong chúng ta là quá xa rời ân điển của Chúa. Bất kể chúng ta đã phạm phải bao nhiêu sai lầm, Chúa vẫn luôn chờ đợi chúng ta trở về và đón nhận sự tái sinh trong tình yêu của Ngài. Qua sự tái sinh, chúng ta không chỉ được làm mới về mặt tinh thần mà còn được trao cho một sứ mệnh mới, một mục đích mới trong cuộc sống. Sự tái sinh cũng thể hiện rõ trong câu chuyện của người con trai hoang đàng trong Luca chương 15 từ câu 11 đến câu 32. Sau khi rời bỏ gia đình, phung phí tài sản và chìm đắm trong tội lỗi, người con trai hoang đàng cuối cùng đã nhận ra sai lầm của mình và quyết định trở về nhà. Thay vì trừng phạt, người cha đã mở rộng vòng tay đón anh trở về, tha thứ cho anh và tổ chức một bữa tiệc lớn để ăn mừng.
câu chuyện này không chỉ nói về sự tha thứ mà còn về sự tái sinh. Chúa luôn sẵn lòng chào đón chúng ta, bất kể chúng ta đã đi xa bao nhiêu, và ban cho chúng ta cơ hội để bắt đầu lại. Lời cầu nguyện là một trong những cách mạnh mẽ nhất để chúng ta kết nối với Chúa. Qua cầu nguyện, chúng ta không chỉ giao tiếp với Chúa mà còn lắng nghe và nhận sự hướng dẫn từ Ngài. Cầu nguyện không phải lúc nào cũng là việc yêu cầu Chúa đáp ứng những nhu cầu của chúng ta, mà còn là việc mở lòng để hiểu được ý muốn của Ngài và sống theo sự hướng dẫn độ. Cầu nguyện không chỉ giúp chúng ta tìm kiếm sự an ủi trong những lúc khó khăn mà còn là cách chúng ta thể hiện lòng biết ơn và tôn thờ Chúa trong những khoảnh khắc hạnh phúc. Kinh Thánh khuyến khích chúng ta cầu nguyện liên tục, không chỉ trong lúc cần giúp đỡ mà trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Hãy cầu nguyện không ngừng, trích trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca chương 5 câu 17. Một ví dụ về sức mạnh của lời cầu nguyện là câu chuyện về Hana trong Cựu Ước. Hana đã cầu nguyện suốt nhiều năm để có được một đứa con và cuối cùng, Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của cô, ban cho cô Samuel, người sau này trở thành một trong những tiên tri vĩ đại của Israel. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng lời cầu nguyện không bao giờ vô ích, và dù có thể chúng ta phải chờ đợi, Chúa luôn lắng nghe và đáp lại theo cách tốt nhất cho chúng ta. Đức tin không phải chỉ là những lời nói, mà là những hành động cụ thể. Đức tin sống động phải được thể hiện qua cách chúng ta sống và đối xử với người khác. Kinh Thánh dạy rằng, đức tin không có việc làm là đức tin chết, trích trong Gia-cơ chương 2 câu 26. Điều này có nghĩa là, nếu chúng ta chỉ nói về đức tin mà không hành động theo, đức tin của chúng ta không có giá trị. Một ví dụ về việc sống động đức tin qua việc làm là cuộc đời của mẹ Teresa. Bà không chỉ nói về tình yêu thương mà còn sống và thực hiện nó qua những việc làm cụ thể. Mẹ Teresa đã dành cả cuộc đời mình để chăm sóc những người nghèo khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi tại Ấn Độ. Chính qua những hành động của bà đã trở thành tấm gương sáng về đức tin sống động. Hành động trong đức tin cũng không nhất thiết phải là những việc làm lớn lao. Đôi khi, chỉ cần một hành động nhỏ bé nhưng xuất phát từ tình yêu thương chân thành cũng đủ để thể hiện đức tin của chúng ta. Đó có thể là việc giúp đỡ một người hàng xóm trong lúc khó khăn, an ủi một người bạn đang gặp rắc rối, hoặc đơn giản là cầu nguyện cho những người xung quanh. Những hành động này không chỉ thể hiện lòng yêu thương mà còn giúp lan tỏa tình yêu của Chúa đến với thế giới. Cuối cùng, đức tin mang lại cho chúng ta hy vọng về một tương lai tươi sáng trong Chúa. Kinh Thánh hứa rằng, vì ta biết rõ các kế hoạch mà ta định làm cho các ngươi, đó là các kế hoạch đem lại sự thịnh vượng, chứ không phải tai họa, để ban cho các ngươi tương lai và hy vọng, trích trong Giê-rê-mi chương 29 câu 11. Khi chúng ta sống trong đức tin, chúng ta biết rằng Chúa luôn có kế hoạch tốt đẹp cho chúng ta, dù hoàn cảnh hiện tại có khó khăn đến đâu. Hy vọng không phải là một cảm giác tạm thời mà là một sự chắc chắn trong lòng rằng Chúa sẽ luôn dẫn dắt chúng ta đến điều tốt đẹp. Dù cho chúng ta đang phải đối mặt với những thử thách, hy vọng giúp chúng ta nhìn xa hơn những khó khăn trước mắt và tin tưởng rằng Chúa sẽ mang lại sự bình an và thịnh vượng cho chúng ta trong tương lai. Hy vọng cũng là động lực để chúng ta tiếp tục bước đi trên con đường đức tin, ngay cả khi mọi thứ xung quanh có vẻ vô vọng. Khi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa, chúng ta biết rằng Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta và luôn dẫn dắt chúng ta đến nơi có ánh sáng, nơi có sự an lành và hạnh phúc. Một trong những phép màu lớn nhất mà chúng ta có thể trải nghiệm trong cuộc sống không đến từ những sự kiện lớn lao hay hiếm hoi mà từ sự hiện diện thần thánh của Chúa trong mỗi khoảnh khắc. Chúa không chỉ hiện diện trong những biến cố lớn của cuộc đời mà Ngài còn hiện diện trong những khoảnh khắc nhỏ bé, trong từng hơi thở, từng bước đi của chúng ta. Khi chúng ta học cách nhận ra sự hiện diện này, cuộc sống trở nên đầy phép màu, vì chúng ta không còn cảm thấy cô đơn hay bị lạc lối. Nhiều người tìm kiếm phép màu ở những điều lớn lao, nhưng thực tế, phép màu có thể xuất hiện ngay trong sự nhận thức của chúng ta về Chúa. Điều này không chỉ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn mà còn mang lại sự bình an sâu sắc trong tâm hồn. Trong Thi Thiên chương 46 câu 10, Chúa phán, hãy yên lặng,
và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Đôi khi, chúng ta chỉ cần yên tĩnh lắng nghe, mở lòng và nhận ra rằng Chúa đang làm việc trong cuộc sống của mình mỗi ngày, dù chúng ta có thể không nhận thấy ngay lập tức. Một trong những cách dễ dàng nhất để cảm nhận sự hiện diện thần thánh là thông qua thiên nhiên. Khi chúng ta nhìn vào vẻ đẹp của thế giới xung quanh những ngọn núi cao, những đại dương bao la, những bông hoa nở rộ, chúng ta thấy sự sáng tạo của Chúa. Thiên nhiên không chỉ là môi trường sống mà còn là một minh chứng rõ ràng cho quyền năng và sự hiện diện của Chúa. Mỗi hạt mưa, mỗi làn gió, mỗi buổi sáng thức dậy đều là một phép màu của tạo hóa. Một yếu tố quan trọng của đức tin mà chúng ta thường phải đối diện là sự chờ đợi. Chúng ta thường cầu nguyện cho một phép màu, cho một sự giải thoát và mong muốn thấy kết quả ngay lập tức. Tuy nhiên, nhiều khi, Chúa yêu cầu chúng ta chờ đợi. Điều này không phải vì Ngài không nghe thấy lời cầu nguyện của chúng ta, mà là vì Ngài đang chuẩn bị một điều gì đó lớn lao hơn, tốt đẹp hơn mà chúng ta không thể hiểu được vào thời điểm đó. Câu chuyện về Abraham và Sara trong Kinh Thánh là một minh chứng mạnh mẽ cho sức mạnh của sự chờ đợi. Chúa hứa sẽ ban cho họ một đứa con, nhưng họ đã phải chờ đợi nhiều năm trước khi lời hứa đó thành hiện thực. Sara đã quá tuổi sinh con, nhưng khi mọi thứ dường như không thể, Chúa đã ban cho họ Isaac, chứng minh rằng không có điều gì là không thể với Ngài. Trong quá trình chờ đợi, đức tin của chúng ta được thử thách và củng cố. Chúng ta học cách dựa vào Chúa và tin tưởng rằng Ngài có kế hoạch tốt đẹp cho chúng ta, dù hiện tại có vẻ mơ hồ. Kinh Thánh dạy rằng, những ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va sẽ được thêm sức mạnh. Họ sẽ bay cao như chim đại bàng. Họ sẽ chạy mà không mệt, sẽ đi mà không mỏi, trích trong Ê-sai chương 40 câu 31. Điều này có nghĩa rằng, dù chúng ta đang chờ đợi điều gì đó từ Chúa, Ngài không bao giờ để chúng ta suy yếu. Thay vào đó, Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để kiên trì. Một ví dụ trong cuộc sống hiện đại là câu chuyện về một người mẹ trẻ gặp phải biến cố tài chính nghiêm trọng khi gia đình gặp khủng hoảng. Mặc dù cô ấy đã cầu nguyện và làm việc chăm chỉ để vượt qua thử thách, nhưng sự giải thoát không đến ngay lập tức. Tuy nhiên, qua từng ngày, cô ấy cảm nhận được sức mạnh từ Chúa giúp cô tiếp tục bước đi và không bao giờ bỏ cuộc. Sau nhiều tháng, cô cuối cùng đã tìm thấy một công việc mới, ổn định hơn và mang lại cho cô niềm tin rằng sự chờ đợi không bao giờ vô ích. Trong một thế giới nơi chúng ta luôn mong muốn nhiều hơn, lòng biết ơn có lẽ là một trong những yếu tố dễ bị lãng quên nhất nhưng lại quan trọng nhất trong cuộc sống tâm linh. Khi chúng ta không dừng lại để nhìn nhận và tạ ơn Chúa vì những gì chúng ta đã có, chúng ta có thể bỏ lỡ những phép màu đơn giản nhưng sâu sắc nhất trong cuộc sống. Lòng biết ơn không chỉ giúp chúng ta trân trọng những phước lành mà Chúa đã ban cho, mà còn mở ra cánh cửa để nhận thêm nhiều phước lành hơn nữa. Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ tầm quan trọng của lòng biết ơn khi Ngài chữa lành cho 10 người phong cùi trong Luca chương 17 từ câu 11 đến câu 19. Trong số 10 người được chữa lành, chỉ có một người quay lại để tạ ơn Chúa. Chúa Giê-xu đã nói với anh ta, đức tin của con đã cứu con. Điều này minh chứng rằng lòng biết ơn không chỉ là một phản ứng tự nhiên khi nhận được điều tốt đẹp, mà còn là một hành động của đức tin, là sự công nhận rằng mọi điều tốt lành đều đến từ Chúa. Lòng biết ơn không chỉ giúp chúng ta kết nối sâu sắc hơn với Chúa mà còn mang lại sự bình an và niềm vui trong tâm hồn. Khi chúng ta biết ơn, chúng ta không chỉ cảm nhận được tình yêu của Chúa mà còn thấy rõ ràng rằng Ngài luôn làm việc để mang lại điều tốt nhất cho cuộc sống của chúng ta, ngay cả khi chúng ta không nhận ra. Tha thứ là một trong những hành động khó khăn nhất mà con người có thể thực hiện, nhưng đồng thời cũng là một trong những hành động mang lại sự tự do và phép màu to lớn nhất. Tha thứ không chỉ là cách chúng ta giải phóng người khác khỏi sự oán giận mà còn giúp chính chúng ta thoát khỏi những gánh nặng tinh thần và cảm xúc. Chúa Giê-xu đã dạy, nếu các con tha thứ cho người khác, Cha các con trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con. Nhưng nếu các con không tha thứ cho người khác, Cha các con cũng sẽ không tha thứ cho các con.
trích trong Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 14 đến câu 15. Tha thứ không chỉ là một hành động đạo đức, mà còn là một mệnh lệnh từ Chúa. Bởi vì chỉ khi chúng ta biết tha thứ, chúng ta mới có thể đón nhận sự tha thứ từ Ngài. Có lẽ một trong những câu chuyện cảm động nhất về sự tha thứ trong Kinh Thánh là câu chuyện về Joseph trong Sáng Thế Ký chương 37 đến 50. Sau khi bị các anh em mình bán làm nô lệ vì lòng ganh ghét, Joseph đã trải qua nhiều năm khó khăn và đau khổ. Tuy nhiên, khi gặp lại các anh em của mình sau nhiều năm, thay vì trả thù, Joseph đã tha thứ và nói với họ: "Các anh toan làm hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời đã biến điều đó thành sự lành." Trích trong Sáng Thế Ký chương 50 câu 20. Sự tha thứ của Joseph không chỉ giúp anh tìm thấy sự bình an mà còn giúp hàn gắn mối quan hệ gia đình đã từng bị tổn thương nặng nề. Tha thứ không phải là việc dễ dàng, đặc biệt khi chúng ta đã chịu tổn thương sâu sắc. Tuy nhiên, qua sự tha thứ, chúng ta có thể tìm thấy sự giải thoát khỏi sự cay đắng, oán hận và mở lòng đón nhận sự bình an mà Chúa ban tặng. Tha thứ là một phép màu lớn lao của tình yêu thương, là cách mà chúng ta sống theo tấm gương của Chúa Giê-xu và cho phép Ngài làm việc qua cuộc sống của chúng ta. Tái sinh trong đức tin không chỉ là sự biến đổi nội tâm mà còn là cơ hội để chúng ta bắt đầu lại với một trái tim mới, một ý chí mới và một mục đích sống mới. Chúa không chỉ ban cho chúng ta cơ hội để được tha thứ mà còn ban cho chúng ta khả năng được tái sinh, để sống một cuộc sống mới, tràn đầy hy vọng và hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Trong 2 Cô-rinh-tô chương 5 câu 17, Kinh Thánh viết: "Nếu ai ở trong Đấng Christ, người đó là một tạo vật mới, những điều cũ đã qua đi, này, mọi sự đều trở nên mới." Điều này có nghĩa rằng khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta không còn bị ràng buộc bởi những lỗi lầm trong quá khứ. Chúng ta được ban cho một cơ hội mới để sống trong sự bình an và phước lành của Ngài. Sự tái sinh trong Chúa cũng được minh họa rõ ràng qua câu chuyện của người con trai hoang đản trong Luca chương 15 từ câu 11 đến câu 32. Người con trai, sau khi phung phí tài sản và sống một cuộc sống tội lỗi, đã trở về với cha mình trong sự hối hận. Nhưng thay vì bị trừng phạt, người cha đã mở rộng vòng tay đón anh trở về, tổ chức một bữa tiệc lớn để ăn mừng sự tái sinh của anh. Câu chuyện này không chỉ nói về sự tha thứ mà còn về sự tái sinh. Chúa luôn sẵn lòng chào đón chúng ta trở về, bất kể chúng ta đã đi xa bao nhiêu, và Ngài sẽ ban cho chúng ta một cuộc sống mới, tràn đầy niềm vui và hy vọng. Sự tái sinh trong đức tin không chỉ là một lần duy nhất mà là một quá trình liên tục. Chúng ta có thể gặp phải những thử thách và vấp ngã, nhưng mỗi lần như vậy, Chúa đều cho chúng ta cơ hội để đứng dậy và bắt đầu lại. Ngài không bao giờ từ bỏ chúng ta, và mỗi ngày là một cơ hội mới để chúng ta sống theo ý muốn của Ngài. Lời cầu nguyện không chỉ là cách chúng ta tìm kiếm sự giúp đỡ từ Chúa mà còn là cách chúng ta duy trì mối liên hệ liên tục với Ngài. Cầu nguyện không chỉ là việc nói với Chúa những gì chúng ta cần mà còn là việc lắng nghe Ngài và tìm kiếm ý muốn của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Cầu nguyện có sức mạnh thay đổi không chỉ hoàn cảnh mà còn cả trái tim của chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện với sự tin tưởng và lòng trung thành, chúng ta mở lòng đón nhận sự hướng dẫn và an ủi từ Chúa. Kinh Thánh khuyên rằng, hãy cầu nguyện không ngừng, trích trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca chương 5 câu 17 nhắc nhở chúng ta rằng mối liên hệ với Chúa không nên bị dẫn đoan mà cần được duy trì trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Cầu nguyện không phải lúc nào cũng mang lại kết quả ngay lập tức, nhưng qua sự kiên nhẫn và niềm tin, chúng ta nhận ra rằng Chúa luôn nghe và trả lời theo cách tốt nhất cho chúng ta. Đôi khi, kết quả của lời cầu nguyện không phải là một sự thay đổi trong hoàn cảnh mà là sự thay đổi trong chính tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta nhìn nhận mọi thứ từ một góc độ khác, bình an hơn và tin tưởng hơn vào ý muốn của Chúa. Một đức tin mạnh mẽ không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn qua hành động. Đức tin thật sự phải được thể hiện qua cách chúng ta sống và đối xử với người khác. Kinh Thánh dạy rằng, đức tin không có việc làm là đức tin chết, trích trong Gia-cơ chương 2 câu 26.
Điều này có nghĩa là nếu chúng ta chỉ nói về đức tin mà không hành động theo, đức tin của chúng ta không có giá trị thực sự. Chúa Giêsu đã dạy rằng anh em hãy yêu thương người lân cận như chính mình, trích trong Ma-thi-ơ chương 22 câu 39. Yêu thương không chỉ là lời nói mà phải được thể hiện qua việc làm. Hành động trong đức tin có thể đơn giản là việc giúp đỡ người nghèo khó, chăm sóc những người bệnh tật, hoặc đơn giản là lắng nghe và an ủi những người xung quanh. Một ví dụ mạnh mẽ về hành động theo đức tin là cuộc đời của mẹ Teresa. Bà không chỉ nói về tình yêu thương mà còn sống và thực hiện nó qua những hành động cụ thể. Mẹ Teresa đã dành cả cuộc đời mình để chăm sóc những người nghèo khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi tại Ấn Độ. Chính qua những hành động của bà đã trở thành tấm gương sáng về đức tin sống động. Bà từng nói, không phải chúng ta làm những điều lớn lao, mà là làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn lao. Hành động theo đức tin không nhất thiết phải là những việc làm lớn lao. Đôi khi, chỉ cần một hành động nhỏ bé nhưng xuất phát từ tình yêu thương chân thành cũng đủ để thể hiện đức tin của chúng ta. Những hành động này không chỉ thể hiện lòng yêu thương mà còn giúp lan tỏa tình yêu của Chúa đến với thế giới. Cuối cùng, đức tin mang lại cho chúng ta hy vọng về một tương lai tươi sáng trong Chúa. Kinh Thánh hứa rằng, vì ta biết rõ các kế hoạch mà ta định làm cho các ngươi, đó là các kế hoạch đem lại sự thịnh vượng, chứ không phải tai họa, để ban cho các ngươi tương lai và hy vọng. Giê-rê-mi 29 chương 11. Khi chúng ta sống trong đức tin, chúng ta biết rằng Chúa luôn có kế hoạch tốt đẹp cho chúng ta, dù hoàn cảnh hiện tại có khó khăn đến đâu. Hy vọng không chỉ là một cảm giác tạm thời mà là sự chắc chắn rằng Chúa luôn dẫn dắt chúng ta đến điều tốt đẹp. Dù cho chúng ta đang phải đối mặt với những thử thách, hy vọng giúp chúng ta nhìn xa hơn những khó khăn trước mắt và tin tưởng rằng Chúa sẽ mang lại sự bình an và thịnh vượng cho chúng ta trong tương lai. Hy vọng cũng là động lực để chúng ta tiếp tục bước đi trên con đường đức tin, ngay cả khi mọi thứ xung quanh có vẻ vô vọng. Khi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa, chúng ta biết rằng Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta và luôn dẫn dắt chúng ta đến nơi có ánh sáng, nơi có sự an lành và hạnh phúc. Có thể bạn đang trải qua một thời gian khó khăn ngay bây giờ, cho dù đó là vấn đề tài chính, xung đột gia đình, bệnh tật hay những tình huống thách thức khác. Hãy biết rằng bạn không cô đơn trong cuộc chiến này. Chúa đang ở bên bạn, đi cùng bạn trong từng bước của cuộc hành trình này. Ngài không bao giờ bỏ rơi bạn, ngay cả khi mọi thứ dường như đã mất. Hãy nhớ lại những lần bạn đã vượt qua nghịch cảnh trong quá khứ. Hãy nghĩ đến những tình huống tưởng chừng như không thể giải quyết được, nhưng bằng cách nào đó bạn đã vượt qua chúng. Những trải nghiệm này là bằng chứng rằng Chúa đã ở bên bạn mọi lúc, hướng dẫn và củng cố đức tin của bạn. Hãy nhận lấy ân sủng này. Cứ như thể Chúa đang nói, con yêu dấu của ta, hãy chú ý đến từng lời mà ta có dành cho con ngay lúc này. Bất kể ngọn núi con phải đối mặt cao đến đâu, hay thung lũng con đi qua sâu đến mức nào, ta luôn ở đây để nâng đỡ, củng cố và dẫn dắt con. Amen.